Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho Thịnh cũng như cập nhật những kiến thức sửa chữa hữu ích theo ngày tháng anh em nha. Hôm nay là một buổi chiều thứ bảy, trời bên ngoài đang mưa rất là to. Thôi anh em mình ngồi đây chia sẻ với nhau những cái kiến thức sửa chữa hữu ích về đồ điện gia dụng đi anh em. Rồi trước mặt anh em đây là cái nồi chiên không dầu, hiệu của nó là Gourmet. Nồi này là nồi Mỹ, nồi xách tay bên Mỹ về anh em. Nó xài điện 110, giờ hình đó anh em là hình sửa nó về cái vấn đề gì. Chà chà, cái này chắc cũng anh em nghe ra anh em cũng sẽ biết. Rất là thông dụng đối với hàng xách tay luôn. Đó là nó đã bị cắm lộn điện 220, nổ một cái bụp, mất nguồn luôn anh em. Thì anh khách mang đến cho Thịnh trong tình trạng là nồi bị cắm sai điện áp. Thì trước giờ là đều cho một mình ảnh xài, người nhà ảnh xài nên là quen rồi. Thì hôm nay có người ở dưới quê lên chơi, cũng biết sử dụng nồi chiên không dầu xung phong vào nấu, thì ôi chà quên dặn cắm cái bùm rồi xong. Thì anh đem cho Thịnh sửa. Hiện tại cái quá trình sửa chữa đã hoàn tất rồi anh em. Thịnh muốn chia sẻ với anh em những cái kinh nghiệm để mà mình về cái lỗi này mình sẽ xử lý như thế nào nè. Rồi quá trình sử dụng nồi làm sao cho tốt nhất. Thì Thịnh làm video clip này với mục đích như vậy anh em ha. Đây thì trước mắt Thịnh sẽ test cho anh em coi cái vận hành của nồi Gourmet này coi có gì hay không nè. Rồi Thịnh sẽ cắm điện cho anh em coi nha. Đây ở đây Thịnh có một cái cục ổn áp đây. Thịnh xài ổn áp Lioa loại 1500 V. Thì Thịnh thấy loại này là xài ok. Anh em ở nhà mà sử dụng thiết bị có thể xài cái loại này anh em nha. Đây Thịnh cắm vô. Đó, 110. Rồi đây, khi mà vừa cắm vô thì nó sẽ có cái đèn sáng mờ mờ, đèn nguồn sáng mờ mờ chớp ở đây anh em thấy không? Đó. Rồi Thịnh sẽ nhấn vô. Máy này là nó thuần cảm ứng luôn anh em. Đây, thuần cảm ứng rất là xịn sò, không phải là nồi chỉnh cơ, không có vặn 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 cơ như những cái loại nồi giá rẻ nha. Rồi mình sẽ chọn đây, cái nút này là menu đây. Đây những cái chế độ nè anh em thấy không? Đùi gà, chiên cá nè, bistec nè, làm bánh nè. Đó mình sẽ chọn. Đây khoai tây chiên nè. Cái này nó hiển thị là độ ép. Thì nó đã thiết lập tự động hết rồi. Đó trong vòng 15 phút. Ok là mình nhấn start. Đó. Đó quạt gió quay. Quạt gió quay rồi đấy, quạt nó chớp nè anh em thấy không? Nồi này rất là xịn, từ cái công năng sử dụng cho đến cái hình dáng rất là sang trọng, đúng là tiền nào của đó, đáng đồng tiền. Thì khi mà anh khách ảnh cắm lộn điện anh em thì sẽ làm nổ cái bo mạch điện tử và những cái con linh kiện trên đó. Cái bo nằm ở đâu? Bo nằm ở trên đây. Nồi chiên không dầu thì đại đa số những bộ phận linh kiện cấu thành nó nằm ở trên cái nắp nồi hết, từ bo nguồn, từ quạt gió, đó là đại đa số là nó thiết kế nằm trên đây hết. Thì Thịnh đã thay thế những con IC, những con tụ bị cháy nổ do cái việc sai điện áp đó. Để thay được những cái con đó thì không có hề đơn giản đâu, tại vì mình phải có kiến thức về điện tử, mình phải tìm đo được đúng cái trị số đồ của nó mình thay vô mới đúng, chứ không phải mình muốn lấy con nào thay mình thay đâu anh em. Đó nên việc sửa nồi chiên không dầu hiện nay nó sẽ khó phức tạp hơn rất là nhiều đối với những cái dòng nồi điện tử. Còn những dòng nồi điện cơ thì có thể nó đơn giản hơn một chút anh em ha. Thì ok, sau khi mà mình có một số anh em hỏi là có thể chuyển thành điện 220 cho nó tiện được không, thì với những cái loại nồi mà nó xài bo mạch điện tử như thế này Thịnh khuyên anh em không nên chuyển. Cũng nếu mà thật sự muốn chuyển nhưng có thể độ tăng phô rồi vô để cho nó chuyển điện, nhưng mà cái độ bền nó sẽ giảm dữ lắm anh em đó. Mình lưu ý cái chuyện đó, Thịnh muốn chia sẻ với anh em là như vậy, mình không nên độ lên 220 đâu, nó sẽ dễ bị hư, nó chịu tải cũng kém hơn. Thịnh đã từng thử nghiệm rồi, nên là tốt nhất mình xài nồi nhặt mà thôi. Mình coi đó là cái đặc quyền mình đi anh em, được xài qua cục ổn áp ha, được xài điện 110 đó là ok nhất rồi. Ở đây Thịnh sẽ nói đến cái việc mà sửa chữa như vậy nó có làm ảnh hưởng gì đến hoạt động của máy hay không. Câu trả lời rằng tùy vào cái cách làm của anh em và cái chất lượng của gọi là cái công tác sửa chữa.
Nếu mà phục hồi cái bo mạch về được cái trạng thái như ban đầu, không còn chập chạm, những thao tác đóng IC câu mạch của mình nó chuẩn chỉ, nó không có rủi ro tiềm ẩn gì hết, thì nó sẽ hoạt động không khác gì cái máy mới. Anh em tự tin mà xài luôn đó, em khẳng định là như vậy đó. Chứ không phải là sửa xong xài không được bao lâu, không có đâu anh em, do cái tay nghề sửa thôi đó. Anh em yên tâm ha, anh đã xử lý qua rất rất nhiều lỗi trên những dòng nồi chiên không dầu rồi, và kinh nghiệm mình đã tích lũy được rất nhiều, nên mình tự tin biết cách làm sao để cho anh em có được cái thiết bị chất lượng nhất để anh em yên tâm sử dụng, khỏi phải mua mới, đỡ tốn tiền ha. Rồi vậy cuối cùng cuối clip thì Thịnh muốn nói một số cái lưu ý để anh em dùng cái nồi làm sao cho nó bền. Rất nhiều anh em nói ủa sao nồi ngoại mà xài mới có mấy tháng hư rồi đó, thì thật ra do mình sử dụng sai cấp. Mình hay dùng sai nhất là ở vấn đề nào, đó là ở vấn đề mình cho máy hoạt động liên tục không có khoảng nghỉ. Khi mà mình nướng một cái mẻ nướng giống như nãy Thịnh nướng, anh em thấy Thịnh nó tự động setup là 15-20 phút, thì khi mà hoàn thành mình mở ra ở bên trong nồi đó, lúc này nó sẽ rất là nóng. Khi mà quạt gió nó thổi, nó sẽ thổi đối lưu không khí vòng ở trong đây đó, nó sẽ không khí nó đối lưu vòng trong đây. Những cái bo mạch điện tử nó cũng phải chịu nhiệt độ 200 độ C trong thời gian 15-20 phút đó. Vậy thì khi mà xong một mẻ mình phải cho nó nghỉ, phải có khoảng nghỉ một xíu trước khi mình bỏ mẻ thứ hai. Nếu các bạn bỏ vô tiếp tục mẻ thứ hai liền thì cái bo mạch điện tử nó chịu thêm một lượt đợt nhiệt như vậy nữa, trong vòng bao nhiêu, tổng cộng là 40 phút, cả tiếng, thậm chí anh em làm cả tiếng mấy đồng hồ luôn. Tới một lúc nó chịu không nổi, nó nổ cái bụp là quá tải, nó sẽ chết bò, nó nổ bò là nó ngừng liền. Ở nguyên nhân chủ yếu là thấy anh em xài mà hay hư là do vậy đó, nên em lưu ý nhất là vấn đề này nha. Thì đương nhiên cái chuyện mà điện áp phải cắm đúng cái thông số đó là rủi ro. Như anh này thì anh gặp rủi ro thôi, chứ anh cũng biết là chính xác là nồi xài 110 phải như thế nào. Ok, Thịnh muốn làm clip để chia sẻ với anh em những kiến thức sau khi Thịnh hoàn thành quá trình sửa chữa cái nồi Gomia, nồi chiên không dầu Gomia bị cấm lộn điện như vậy thôi. Rồi, Thịnh chúc anh em có một buổi chiều thứ bảy thật là vui vẻ bên gia đình nha. Rồi, nếu anh em có bất kỳ thắc mắc nào hay muốn tư vấn sửa chữa thiết bị điện thoại, điện tử, đồ điện gia dụng ở bên Thịnh, hãy liên hệ với Thịnh, Thịnh luôn sẵn sàng hỗ trợ anh em. Quan trọng nhất là chúng ta vui vẻ. Cảm ơn anh em đã theo dõi video clip này.